Chào mừng khiếp đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời Cam cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 4 trang 118 đến trang 121, phần 33, bài 3, nàng tiên ốc. Khởi động số 1 nhỏ, sắp xếp các từ sau thành câu tục ngữ. Hiền, lành, ở, gặp. Như vậy chúng ta sẽ sắp xếp thành câu tục ngữ là ở hiền, gặp lành. Câu 2 cho biết câu tục ngữ khuyên chúng ta điều gì? Thì câu tục ngữ trên khuyên chúng ta là hãy ăn ở hiền lành lương thiện, không làm điều ác thì những điều may mắn tốt đẹp cũng sẽ đến với chúng ta. Tiếp theo khám phá và luyện tập đọc số 1 nhỏ, đọc bài thơ Nàng Tiên Ốc trích. Xưa có bà già nghèo chuyên mò cua bắt ốc. Một hôm bà bắt được một con ốc xinh xinh, vỏ nó biên biết xanh không giống như ốc khác. Bà thương không muốn bán, bèn thả vào trong chum. Rồi bà lại đi làm, đến khi về thấy lạ, sân nhà sao sạch quá, đàn lợn đã được ăn, cơm nước nấu tinh tươm, vườn rau tươi sạch cỏ. Bà già thấy chuyện lạ, bèn cố ý rình xem, thì thấy một nàng tiên bước ra từ chum nước. Bà già liền bí mật đập vỡ vỏ ốc xanh rồi ôm lấy nàng tiên, không cho chui vào nữa. Hai mẹ con từ đó rất là thương yêu nhau. Phan Thị Thanh Nhàn. Như vậy chúng ta vừa đọc bài thơ Nàng Tiên Ốc. Trả lời câu hỏi câu 1, bà cụ đã làm gì khi bắt được con ốc, vì sao? Thì khi bà bắt được con ốc thì bà đã giữ lại không bán và bà thả nó vào chum vì thấy con ốc này đẹp, vỏ xanh biên biết không giống như những con ốc khác. Câu 2, từ khi bắt được ốc, những chuyện lạ gì đã xảy ra trong ngôi nhà của bà? Thì từ khi bắt được ốc thì những chuyện lạ xảy ra trong nhà của bà đó là sân nhà sạch sẽ, đàn lợn đã được ăn, cơm nước nấu tinh tươm, vườn rau đã cỏ sạch. Tiếp theo câu 3, hành động đập vỡ vỏ ốc xanh và ôm lấy nàng tiên của bà cụ thể hiện điều gì? Thì hành động đó của bà cụ thể hiện bà không muốn nàng tiên ốc sống trong vỏ ốc nữa mà muốn sống cùng bà như một đứa con. Tiếp theo câu 4, theo em cách kể chuyện của tác giả có gì thú vị? Thì tác giả đã lựa chọn cái cách kể chuyện bằng thơ giúp cho câu chuyện có tính nhịp điệu hơn, ngắn gọn hơn nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ nội dung. Tiếp theo đọc mở rộng sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách chủ điểm vòng tay thân ái. Thì các em sẽ tìm đọc một bài thơ hoặc là một đoạn lời bài hát viết về tình cảm, sự gắn bó thiên nhiên, tình cảm với con người. Rồi ghi chép những cái từ ngữ, những cái hình ảnh đẹp và nội dung ý nghĩa của bài thơ hoặc là đoạn lời bài hát vào nhật ký đọc sách. Rồi cùng bạn chia sẻ bài thơ hoặc là đoạn lời bài hát đã đọc nhật ký đọc sách. Thi nghệ sĩ nhí thì các em đọc và chia sẻ với bạn tình cảm, suy nghĩ của em sau khi đọc bài thơ hoặc là đoạn lời bài hát. Tiếp theo luyện từ và câu, trạng ngữ chỉ phương tiện. Số 1 nhỏ, xác định trạng ngữ trong mỗi câu dưới đây và cho biết trạng ngữ bổ sung ý gì cho câu. A. Bằng lời ru ngọt ngào bà đã đưa tôi vào giấc ngủ. B. Với hai màu vàng và xanh, họa sĩ đã vẽ nên bức tranh mùa thu rất đẹp. C. Bằng thuyền buồm, ông Magellan và đoàn thủy thủ đã đi vòng quanh thế giới. Về với rất nhiều nghiên cứu tìm tòi, khám phá thực nghiệm con người đã lên được mặt trăng. Như vậy chúng ta sẽ xác định trạng ngữ trong mỗi câu và cho biết trạng ngữ bổ sung ý gì cho câu. Thì ở câu A, trạng ngữ là bằng lời ru ngọt ngào. Thì trạng ngữ này giải thích bà đã đưa tôi vào giấc ngủ bằng gì?
Ở câu B trạng ngữ với hai màu vàng và xanh, thì trạng ngữ này giải thích họa sĩ đã vẽ nên bức tranh mùa thu rất đẹp bằng gì? C. Trạng ngữ bằng thuyền bơm, thì trạng ngữ giải thích ông Magellan và đoàn thủy thủ đã đi vòng quanh thế giới bằng gì? Câu D. Trạng ngữ với rất nhiều nghiên cứu tìm tòi khám phá thực nghiệm, thì trạng ngữ này giải thích làm thế nào con người đã lên được mặt trăng. Tiếp theo số 2 nhỏ, tìm trạng ngữ chỉ phương tiện phù hợp thay cho ôn hoa trong mỗi câu sau. A. Bố đưa đón tôi đi học mỗi ngày. B. Thầy giáo đọc cho chúng tôi nghe câu chuyện cậu bé gặt gió. Như vậy chúng ta sẽ tìm trạng ngữ chỉ phương tiện phù hợp thay cho cái bông hoa này, ô hoa này trong mỗi câu, thì các em đọc kỹ câu và chúng ta sẽ bổ sung trạng ngữ. Thì ở câu A chúng ta có thể bổ sung trạng ngữ đó là: bằng chiếc xe đạp cũ kỹ bố đã đưa đón tôi đi học mỗi ngày. B. Bằng giọng nói truyền cảm thầy giáo đọc cho chúng tôi nghe câu chuyện cậu bé gặt gió. Tiếp theo câu 3, tìm chủ ngữ và vị ngữ phù hợp thay cho ô hoa để tạo thành câu có trạng ngữ chỉ phương tiện. A. Với đôi bàn tay khéo léo. B. Bằng một điệu múa dân tộc độc đáo. Thì ở hai câu A, B này chúng ta đã có trạng ngữ, thì các em sẽ tìm chủ ngữ và vị ngữ thay cho cái ô hoa này để giúp cho câu cho câu có đầy đủ ý nghĩa hơn. Thì ở câu A các em sẽ thêm chủ ngữ ở đây. Ở đây chúng ta có trạng ngữ: với đôi bàn tay khéo léo, bà đã tạo ra một chiếc khăn len thật đẹp. Rồi ở câu B chúng ta có trạng ngữ chỉ phương tiện: bằng một điệu múa dân tộc độc đáo, cô gái đã giành được giải nhất. Như vậy chúng ta vừa thêm chủ ngữ và vị ngữ vào câu để thay cho cái ô hoa này. Tiếp theo số 4, đặt 2 đến 3 câu tả hoạt động hoặc là thói quen của một con vật em thích, trong đó có một câu sử dụng trạng ngữ chỉ phương tiện. Ví dụ: bằng những điểm thịt dưới lòng bàn chân, thì các em thấy ở đây trạng ngữ là: bằng những điểm thịt dưới lòng bàn chân, chú mèo có thể bước đi vô cùng nhẹ nhàng và linh hoạt. Vì vậy chú mèo đã tóm gọn được con chuột. Tiếp theo phần viết luyện tập viết đoạn văn cho bài văn miêu tả con vật. Số 1 nhỏ, đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. Cả đàn nai đi nhanh xuống suối. Xuống đến suối, việc đầu tiên là chúng uống một bụng nước thật hả hê. Hai cánh mũi phập phồng cái mõm đen kịt, nhịu nhạo nhai, như lựa từng miếng nước ngon lành, đầy thích thú. Sau đó, cả đàn từ từ lội xuống giữa suối. Bao giờ nước vừa xăm sắp chớm đến bụng, thì chúng dừng lại. Theo Vi Hồng, Hồ Thủy Giang. A. Đoạn văn tả con vật nào? B. Tác giả chọn tả hoạt động nào của con vật? C. Khi thực hiện hoạt động đó thì đặc điểm hình dáng của con vật có gì đáng chú ý? Thì các em đọc kỹ đoạn văn. Chúng ta thấy đoạn văn trên tả con nai. Ở đây các em thấy cả đàn nai, như vậy đoạn văn tả con nai. B. Tác giả chọn tả hoạt động đó là con nai đang uống nước. C. Khi thực hiện hành động đó thì cả hai mũi của nai phập phồng, cái mõm đen kịt, nhịu nhạo nhai. Câu 2, dựa vào dàn ý trang 114 tiếng Việt 4 tập 2, chúng ta viết đoạn văn tả hoạt động hoặc là thói quen của một con vật sống trong môi trường tự nhiên mà em thích. Gợi ý: A. Em chọn tả hoạt động hoặc là thói quen của con vật nào, vì sao?
B. Khi thực hiện hoạt động hoặc thói quen đó thì đặc điểm hình dáng của con vật có gì đáng chú ý? C. Em có suy nghĩ gì khi quan sát con vật thực hiện hoạt động hoặc là thói quen đó? Như vậy các em sẽ dựa vào dạng ý trang 114 để chúng ta viết đoạn văn đã hoạt động hoặc là thói quen của con vật sống trong môi trường tự nhiên em thích. Thì ở đây chúng ta có chú công nè, cá nè và con chuồn chuồn. Thì các em có thể chọn những cái con vật khác mà mình thích. Ví dụ như ở đây cô ví dụ chim sơn ca. Con chim sơn ca mẹ đã đi kiếm thức ăn về. Nghe hơi mẹ chim non nhích dần ra. Cố vươn cao cái mỏ hồng hồng há thật rộng để chờ mồi như đứa trẻ đói lòng. Đang chờ bầu sữa mẹ. Chim mẹ đứng phía trên cẩn thận mớm mồi cho con. Chú chim non nuốt lấy nuốt để vừa hết miếng này lại há họng chờ miếng khác. Đến lúc hết thức ăn rồi mà chú vẫn còn đòi mẹ mớm mồi. Chim mẹ rỉa lông cho con như người mẹ âu yếm con mình. Tiếp theo số 3 nhỏ là đọc lại và chỉnh sửa đoạn văn của em. Bốn nhỏ chia sẻ với bạn những điều em thích ở đoạn văn của mình về từ ngữ gợi tả, hình ảnh nhân hóa hoặc là câu cảm v.v. Rồi cuối cùng vận dụng các em kể lại câu chuyện nàng tiên ốc bằng lời của em. Ngày xưa một hôm từ đó, như vậy chúng ta sẽ kể lại câu chuyện nàng tiên ốc bằng lời kể của mình.